gà vào đây, phở đi. Xong lấy siêu vào đây, hướng một siêu để đun luôn. Chanh mọc tốt nhỉ, xanh mướt, không có cây nào chết đâu nhỉ. Dì lì mà có cái người tàn té chê mà hút tỉnh không? Cờ phủ hai còn dây lọt hả? Nó chưa chưa. Còn mang mang điện thoại đi em đi à? Đây đi, đây là xuống làm việc đi. Có rau gì nữa không? Như là luôn luôn nhớ ai đã có một cái đóng góp nho nhỏ giúp đỡ mình, đã trao đổi với Vân thì Vân sẽ sang đây, gần như là lần đầu và lần cuối Vân xuất hiện ở tuần lễ của Vân Ngọc. Vân Ngọc đã bước một bước sang một trang mới rồi. Để có được như hôm nay thì quên ơn được các cô chú anh chị nhà Phong và tất cả mọi nơi, các bác ở nước ngoài. Cái phần tôi tự tả á. Chuồng là có rồi đấy thì hay là làm mới? Chuồng có của mình hay của bố hay của ai? Em làm à? Của em cứ chuyên mà. Cái của già đâu? Đây là cái nơi bố cũng gặp của con dê, nuôi dê. Không được con nào chắc nào. Làm nuôi em cũng là đứa nào. Thế thì sau đây là đưa vào cái chủ nhật của gia đình mua. Hoặc là nếu như hai vợ chồng mà kiểu là một cái nguồn lợn nào mà nó tốt thì biết hàng xóm mình có lợn mua của người ta bây giờ nhé. Đấy là tài sản, cũng là tấm lòng của bà Năm của mình, nên là muốn hỗ trợ cho hai vợ chồng là một cặp lợn với giá trị là 1,5 triệu thì được cũng một cặp mẹ mẹ, quan trọng là nó ăn khỏe và bố béo nó cũng đấy. Các vợ chồng cũng tính mua ở bà con cũng được, còn vào ra chợ thì bảo anh chủ nhật ra chợ để cho nó dễ. Ngoài ra thì mang cái bọc kia về đây để anh xem là dành dành giữa mông tất cả đây cỏ mông chỉ từ mua mà nhưng mà mua là cái ở xa bên thượng trái cũng có lợi con nhiều là đi thì bảo anh giúp tiền đây chuyển cho cháu già anh trai xính lòng có khi còn có gì rồi sẽ ăn chị hiện tại là vợ của ta là đang chuyển với chúng ta 7 tháng rồi sắp đẻ rồi nhưng mà chưa có một cái gì cả, bởi vì là cái cơ ngơi đang ở đây cũng là đang xin bố ở đặt bếp này. Anh em mình tâm sự với bà Xính này là Xính cũng nói hồi xưa mà ba anh em cái rồi là già và Xính còn nhỏ thì người uống rượu say rồi đánh mẹ suốt, thậm chí là đổ nước sôi vào mắt để sắp mù luôn. Còn mẹ
một tháng luôn. Và ba anh em thì đều là lúc tỉnh thì không ra, nhưng mà lúc mà là rượu rồi, như bây giờ đang rượu thì khả năng với lại chửi rồi. Em còn nhỏ bố ơi, còn bắt con bò ấy, bố mẹ cái nhà bố luôn tiền bước vào một đống lửa để mẹ hai vợ hai con mình tranh thủ ấy nếu lên á thì được hơn 10 triệu còn 500 cái đấy thì cháy hết. Em ở như này là bố mẹ có là cho ở đúng không? Bố nói gì đâu thì cứ nói lúc nào nó yêu thì em nó mấy câu nó thấy nó đi ngủ nó nhiều quá thì mình cũng không nói bởi vì bố con mình già như nhau nó nhiều cũng nịch quá tôi nhớ bố mẹ thì con cháu gì nhỉ thế thì sáng nay anh với hai vợ chồng là cũng bắt đầu dọn cái cây gỗ lên rồi thì quyết định là bao giờ sẽ xây nhà à, dựng nhà em để xuống xong em đi sửa cho nó khô hẳn cây khô hẳn đúng không? Cái này là như thế nào? Là như những vốn của gỗ đây. Khung ở bên trong là gỗ, còn tường bên ngoài sẽ là dùng đất để làm trình tường, đúng không? Vâng. Khi có tiền mua như là nó làm kiểu đấy, làm kiểu truyền thống như thế. Không biết trong này cái gì cả, đây là đồ sơ sinh hoặc là quần áo sơ sinh. Các bà thấy là vợ của em, vợ của già là bị hở hàm ếch, mình là hở hàm ếch một xíu. Và bây giờ là chưa chuẩn bị được cái gì. 7 tháng rồi. Mua được mấy con gà như là tết hết. Mua được 5 con. Về thì nó tết. Về thì tất cả 2 con. Đưa lên cho con một gói để con cầm cho nó thích. Đây của em hết rồi. Rồi hết ra đi còn lấy làm cho bọn em. Thì nghĩa là trong thời gian tới 1 đến 2 tháng nữa cô là em sẽ làm nhà phương thức này sẽ làm bên đây này hay là làm bên kia làm ở trong đây kẻ đây thì sẽ là sàn nền ra rồi đó là vườn đất để điện thành những cái trình tự đất sau đó là thu đấy sau đó là sẽ làm cái khung gỗ em đã chuẩn bị được khung gỗ rồi. Câu chuyện là trong phóng sự này thì đang ở nhà đây là các em là chính vị của nó đó là vị trí của thầy diện là vị trí chẳng chung như thế là không các em không có làm gì nữa mà thông thường con trai cả không biết làm gì là sẽ xin được có biết của bố mẹ cũng được có bé thì đi cũng đi đâu cũng biết bây giờ cũng chỉ có một cái là trên 50 thì là sẽ ở nhà như hai cần con gì chưa có con gì có con gái là con bệnh khó chữa lắm. Đây là quần áo lúc bụng thì đi làm được rất là đẹp. Đây là quần áo thì cái nào vừa mình sẽ dùng, còn cái nào không vừa mình sẽ cho người khác. Chẳng hạn mũ đầy đủ kẹo các thứ. Cái này là của cô nào nhỉ? Anh quên mất bỏ cái này vào trong. Đây là món quà của tên là không có tên gì. Bọc cho người mẹ không có tên gì. Thế là cháu hiểu cũng không rõ được của cô này. Đây, chắc là các nào người bác sẽ để ý thức. À đây, có khi đây mình mở thư ra là sẽ thấy tên. Đấy. Nói chung là chúc mừng hai vợ chồng là sau những cái sự cố gắng giúp đỡ và Xính và Ngọc thì các em cũng được nhận món quà của các nhà hảo tâm và năm của tỉnh Vương gửi cháu Nhật và Thanh Tam Giác Mạch. Cô thường xuyên sẽ có những việc của cháu theo cô biết được là khó khăn
Con cậu cao từ những chia sẻ của cháu con phát phim mà bạn đã đang nhìn lên và cháu cũng nhìn lên bất vả rất nhiều khi các cháu ở trên đó rất nhiều ngày và chịu khó con lời bài thì chính là quý phóng quý tình cảm của anh em già chính là cái cô rất quý vợ chồng già tuy các cháu còn nhiều khó khăn cũng chưa có ngôi nhà tử tế khang trang nhưng khi anh trai được nhà là nhà vợ chồng đã rất thương em và trách nhiệm giúp đỡ rất nhiều con nhìn vợ cháu đang mang bầu em bé nguyên cô có chút bài gửi cho cháu có chút quần áo mới có cũng có và một số các con trẻ sơ sinh trẻ thật giới tuy không được nói sâu vào dùng được cháu ạ và cô gửi cho cháu 200 nghìn cậu gói bánh làm quà cho các bé nhé yêu chúc các cháu sức khỏe ổn định sớm về được cuộc sống là ấm no hơn và cô Hoài ở Quảng Ninh và 200 này thì cô có dặn là xem này gửi cho cháu 200 cộng gói bánh làm quà cho các bé thì cái này anh sẽ đưa cho hai cái để cô bảo là mình cô bảo anh là cầm 200 cộng với cái kẹo này chia cho các bé ăn chung vào những cái việc mà mình đang làm việc hay là vậy cái số tiền này thì dành cho hai vợ chồng đi thì vợ chồng là cầm mua một ít bình hay là mua ít tã gì đấy để chuẩn bị cho đón em bé nhé anh không cầm nữa và cũng không dành để mua quà nữa nhé và hai vợ chồng cầm luôn đây là của cô Hoài ở Quảng Ninh nhé. Đấy, cái tâm sự của cô đây là cái phong bì đấy để anh cất cái thư này anh làm kỷ niệm chứ anh cầm tiền thôi. Đấy, thì cháu Nghiệp cũng cảm ơn cô Hoài rất là nhiều, cô cũng đã rất là sát sao các chương trình của cháu Nghiệp. Câu chuyện mà anh em mình truyền tải hôm nay kẹo này tất nhiên các bạn nhỏ nhé bạn nhỏ đến chơi mình tất nhiên là kẹo của mình đấy cái này có quần áo mới có cũng có quần áo sơ sinh có nhưng mà mình lọc mình cảm thấy dùng được còn mình con lớn con bé là em bé sắp chờ đấy mình có thể dành đấy có tiền thì mỗi ngày để mua một ít bình ít cái này mua lấy tùy chuẩn bị cho vợ đẻ đấy đây thì cháu Hiệp cũng không cầu nữa thì rất là cảm ơn cô Hoài cho mình đã có những cái sự quan tâm sát sao tới mình có mũ dành cho hai vợ chồng ngoài ra thì một cái món quà của bà đang ở Bình Dương để truyền dạy hai vợ chồng thế này cô bà là nếu mà thích mua ở chợ thì mình sẽ ra chợ còn không thì mình muốn mua dân thì khi một số tiền là 1,5 triệu nhé 1,5 triệu quay đầu cứ tìm đi nếu mà lợi đẹp và nó phát sinh là 1,200 thì 500 quay đầu thì tùy cơ ứng biến anh sẽ cố gắng hỗ trợ hai vợ chồng thì cứ nhưng mà trước mắt là cứ nền tảng là 1,5 triệu hai con đi đúng không nếu mà là nó phát sinh thì cứ bảo anh sẽ cố gắng anh giúp đỡ một tí xong xây nhé đi kiểm tra cũng được hàng xóm muốn có thì anh gọi cho anh chuồng trại thì nếu mà là của em thì được còn nếu mà nuôi chung với bố thì anh không đồng ý bởi vì lúc tỉnh thì không sao lúc say thì nó lại này được lợi mày lại nuôi chuồng tao làm gì lại cãi nhau đúng không chuồng đấy là chuyện em làm không sợ nhất như vụ hôm nọ em đi vay thức ăn cho xính bố chỉ em đúng không bây giờ không lo như thế đâu mà chắc có một cái chuồng nó sẽ dễ hơn đúng rồi cái quan trọng nhất là như thế như vợ của già thì muốn là nuôi dê bởi vì vừa già có tâm sự bây giờ là hết ngô ăn rồi gạo thì như già đi đãi được quặng hôm nào được thì mua gạo thì ăn phải không là ăn riêng ở đây mình tự nấu ăn ở đây thì đi đãi quặng thì có ngày được 70, có ngày được 100, có ngày được 200 tùy vào cái sức khỏe cũng như là cái sự cố gắng và cái may mắn khi mà mót quặng ấy thì đãi quặng ấy thì nó là như thế ngoài ra thì ngô cũng hết rồi thì lúc đấy mới hỏi vợ già có thể ăn người dê hơn vì dê là nó chỉ ăn quặng thôi nuôi lợn thì đương nhiên rồi nhưng mà tấm lòng của bà Năm thì anh em mình chỉ biết trao trọn vẹn và trao đổi với gia đình mong muốn của bà Năm là hỗ trợ một cặp lợn thì bà Năm mới tính như thế này nuôi một cặp lợn một cái thì sau này lớn lớn thì mình phối giống thì mỗi một cặp lợn mỗi một con mà có thể đạt 5 đến 7 con một đứa ít nhất là 5 con để
thì nó đẩy nhanh số lượng, tất nhiên là khó. Với vấn đề là mình nuôi gạo nuôi ngô thì nó là tốn thật, vì là cả nhà đang ăn ngô ăn gạo ăn ngô thì sẽ là rất là khó khăn trong vấn đề lương thực. Nhưng mà bà cũng có lý do của bà, vì bà mong muốn là nó đẩy nhanh số lượng đàn. Ví dụ một con lợn con bây giờ mình có thể mình bán được 600-700 đến 1 triệu một con, thì một lứa mình cũng bán được 6-7 triệu đúng không, nếu mà may mắn sống hết và khỏe mạnh. Đấy, còn không thì ít nhất là 2 con thì chắc cũng phải được khoảng 8 con một lứa này. Mình lại lấy cái sự xoay vòng bán 1-2 con đi mua ngô về nuôi 4-5 con còn lại nhé. Qua đây thì cháu Hiệp cũng muốn chia sẻ với cô Năm là hai vợ chồng cũng rất là cảm ơn món quà có chuồng trại rồi. Cháu Hiệp đã thấy vui như thế nào, được như thế nào thì anh em mình sẽ chia sẻ. Và qua đây thì đúng là Xính và Ngọc tiếp tục là mang tin vui cũng là chia sẻ cái lòng đến với anh chị được của mình với những cái sự quan tâm trong quá trình này. Đúng hơn là vận chuyển đến 8 giờ tối, nếu bắt đầu ăn cơm đúng không? Mà lại bắt đầu như thế vẫn cùng nhau hỗ trợ vào 8 giờ tối. Chẳng qua là anh em ta cũng phải không đến để ghi hình tượng, nhưng mà không thì mọi người sẽ thấy là tất cả như thế nào. Đấy. Nên là khi bây giờ Tân Giáo Mạch sẽ nhường lời cho Già những người cảm ơn cái khu hoài này, rồi lại bám năm là có những cái món quà để hỗ trợ gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.